Dạ, em tên là Nguyễn Đình Lộc. Em sinh năm 99, thì giới tính của em là công. Công, giới tính của em là công. Đó, đúng là giới thiệu giới tính phải tự hào. Giới tính của em là công. Nghe giống như tôi, giới tính của tôi là BD. Là BD. Bây giờ nè, em có cái gì muốn hỏi em cứ hỏi đi. Dạ, em có một số câu hỏi mà để đặt ra cho hai anh chị. Câu hỏi thứ nhất là con trai á thì đeo cái khuyên tai bên phải, người ta gọi là gay, còn mà trai thẳng là nó đeo bên trái, là theo anh chị á, là cái câu hỏi đó có đúng hay không? Có nghĩa là gay bên phải. Ừ, đúng rồi. Trai thẳng bên trái hình như không. Su nghĩ là gay là bên trái. Không có liên quan gì hết. Không, có cái đó hồi đợt là Su có từng nghe nói thôi, nhưng mà thật sự không nhớ bên nào. Chỉ là gay nó thường lưu truyền nội bộ với nhau đó. Su đang nghe tên kìa, bông nữ, còn cái bông nam nè là khác. Su nghĩ là sai. Đúng rồi, sai. Rồi, qua tới tiếp câu hỏi thứ hai. Dịch ra tiếng Việt trong vòng 5 giây. Cộng tươi được bèo su chu kim. Cộng tươi được bèo su chu kim. Cái câu này đối với su là dễ lắm luôn á. Mà cộng không tươi khươi, bèo kheo su khu bên chù khu kim khiêm. Không biết luôn hả? Đó, đây á, cái câu mà cộng tươi được bèo su chu kim là những cái cách nói. Những cái cách nói của các bạn trong cộng đồng là các bạn gay nè, các bạn chuyển giới nè. Cộng là bún tươi. Chương trình đổi người được không? Cộng có nghĩa là một thằng đàn ông. Cộng tươi, tươi là gì? Tươi là đẹp. Cộng tươi là một người trai đẹp. Được bèo su. Bèo là gái. Gái, ừ. Su là xấu. Ủa, sao bèo... nghe nói là bèo là bà ngoại. Trời, thấy thường nó bèo quá. Nó bèo luôn, nó già luôn. Bà ngoại em tên bèo quá. Không phải. Bèo là con gái em, tự nhiên ở đâu bèo là bà ngoại, ông nội cha trời. Ai biết đâu, em nghe mấy đứa 30 năm trong đời chỉ chơi BD. Chỉ chơi BD. Lần đầu tiên chị nghe là bèo là bà ngoại. Bèo là con gái em. Đó, bèo su á, có nghĩa là bèo xấu. Bánh bèo xấu, bánh bèo không có đẹp. Là giới được cho đẹp. Đúng rồi, chu kim, chu là gì? Chu là cho, chu là đưa đó, chu đó. Kim là tiền. Giống như là một cộng tươi là một thằng đẹp trai được con bánh bèo xấu cho tiền. Đại khái cái ý nó nói vậy đó, hiểu không? Là bữa nay chị giới em mới biết em là cộng tươi. Chị là bèo tươi ha. Đây là cũng là cộng tươi luôn, chứ chị không phải là bèo su nha, chị bèo tươi. Bèo tươi xanh là bèo da. Bèo su. Bèo da là bóng là bánh bèo già. Chị là bèo tươi. Còn không thì em muốn chửi chị thì em cứ kêu là bồng không già kha, biết không? Bóng già hả? Sao nãy giờ gì cũng không biết mà này biết. Không, chị kém ăn nè. Ừ, chị đẹp quá. Theo chị Su với lại là anh Bi là bót gồng là như thế nào? Bót gồng hả? Là tưởng là mình là vợ mình gồng lên chồng đúng không? Không phải, bót gồng có nghĩa là những người đó giới tính là bót, nhân dạng là bót luôn, nhưng mà thể hiện ra bên ngoài là con trai, là tốt, thể hiện ra bên ngoài là tốt. Tôi trả lời đúng mà. Nhưng mà vậy nè, nhưng mà cái về cái mặt tình dục á, nó chỉ là vẫn là một người bót thôi, nhưng mà cố tình. Ta kêu chữ gồng là gì? Gồng là cố tình, làm không? Ra cái vẻ bên ngoài cho mình, thể hiện ra bên ngoài mình là không phải là boss, mình là top, mình là một người đàn ông, ta mới kêu là boss gồng. Nó gồng dữ lắm đó, nhờ có những người boss gồng mà bây giờ xã hội này tràn lan. Chị em quạnh nhau thanh xà ăn bạch xà, có tiền đứng ở ngoài cười không, là tình trạng như vậy đó, là do là mấy bà gồng, mấy bà boss gồng đó em. Người ta rồi hay kêu là bóng giả trai đó. Ừ, bóng giả trai đó, gồng lên ha, gồng như đàn ông, gồng như đàn ông đó. Cái một bà boss khác thôi, chị gồng thử chị. Chị gồng là rất tóc giả đó em nha, gồng lên như đàn ông đó. Rồi một người boss khác bắt đầu lại thấy là ôi trời nhen quá tớp, bắt đầu nhào vô cua mới bể ra. Còn nếu mà không bể chuyện nha thì rất được, cũng được một đêm qua tour luôn. Sau một thời gian sau phát hiện trời ơi, bà BD hơn mình, bà múa lụa hơn mình nữa. Đó là bà gồng thời điểm đó thôi, một khoảng thời gian thôi. Khi nào người ta thấy mệt mỏi quá, người ta sẽ không gồng nữa. Giống như cái dạng như là sáng thì làm chồng, còn nửa đêm phát hiện lui lũi, thui thủi lui lũi ở trong phòng riêng á chị. Mai đồ búp bê. Đúng rồi đó em, tình trạng đó bây giờ nhiều lắm. Nhiều lắm chị ơi. Em có vậy không? Mai từ nhỏ lớn, Mai từ nhỏ lớn. Em không có vậy đâu. Chứ em sao? Em là thuộc theo cái thể loại là làm sao? Boss kính đam mê. Boss kính đam mê. Boss đam mê kính.
có đam mê kính là lúc nào cũng kính. Dạ đúng rồi, chị rất là dễ thương. Rồi bây giờ là qua câu hỏi thứ tư. À, theo chị Su với lại anh Bi là Việt Nam mình đã cho kết hôn đồng tính chưa? À, Việt Nam của mình thì chưa cho kết hôn đồng tính. Cái đó là Bi gặp nhất, tại vì Bi phải bay qua Mỹ để kết hôn hợp pháp với vợ của mình. Vợ Bi là ai vậy? Vợ Bi là vợ Bi. Chị Su là vợ. Vợ Bi là chồng Su Su. Vợ Bi là chị Su, chứ không phải chị Su. Biết đây nè, mày đặt dấu. Vợ Bi là chị Su chứ không phải chị Su. Chị Su là Su lắm, chị Su là Su luôn. Ừ. Vậy là chưa có cho. Kết hôn đồng tính ở Việt Nam vẫn chưa cho, nhưng mà thật ra là có một bước phát triển rất là lớn, đó là chuyển từ cấm sang không cấm. Có nghĩa là họ không cấm cái vấn đề mà những người đồng tính kết hôn với nhau, nhưng mà khi kết hôn rồi thì sẽ không được, chưa được chấp nhận thôi. Mà không mọi người vẫn chị. Có thể tổ chức đám cưới. Mà sao em vẫn thấy là những cái clip đăng ở trên mạng xã hội là cũng có rất là nhiều cặp nam với nam đám cưới nè, nữ với nữ đám cưới nè. Thì đó em, có nghĩa là họ không cấm đám cưới, họ không cấm người đồng tính kết hôn với nhau, nhưng những người đồng tính kết hôn với nhau họ không có công nhận, không có công nhận trên pháp lý, không có công nhận trên giấy tờ là giấy kết hôn. Đã, hai bạn đã là vợ chồng hợp pháp hay chưa? Rồi lúc mà mấy bạn, nếu mà mấy bạn chia tay ra thì mấy bạn cũng như một cái giống bình thường, giống như hai người bạn bỏ nhau đi thôi. Còn người đồng tính thì được phép kết hôn, không cấm nhưng không đồng ý. Nó là vậy. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi thứ năm. Chị Su với anh Bi cho em biết là cờ của LGBT của mình là mấy màu? Cờ của LGBT của mình là 6 màu. Cờ lục sắc. Đâu kể màu thử cho em nghe. Đỏ nè, cam nè, vàng nè, lục nè, lam nè, tím nè. Mà sao mà cờ LGBT của mình lại đến tới 6 màu nè? Mà sao không phải là 7 màu, không phải là 8 màu, không phải là 40, 50 màu? Tại vì mỗi màu nó tượng trưng cho một cái giới tính. Rồi ví dụ màu đỏ là tính cách thì sao chị? Dạ. Là giống chị bữa nay giống chị là cọc cằn. Khó ưa, khó chịu. Núi lửa đâu hả? Bóng già khó ưa. Vậy đó em. Nham thạch. Nham thạch. Chị sắp bùng nổ vô cơ thể em. Phần này cũng khá là hấp dẫn khi mà em có thể chia sẻ những câu chuyện của mình hoặc là những bí mật của người khác. Mà muốn nhờ em có thể truyền tải tới chương trình Bí mật cầu vồng của chúng ta để chúng ta cùng nhau thảo luận. Thì em có một câu chuyện là của bạn em. Bạn em là một người là gay. Là cũng thích lên những cái app mà tìm bạn hẹn hò rồi đó, trao xã dịch rồi đó. Thì em mới hỏi bạn em là bộ là lên những cái app đó là bộ là mình có thể là trao xã dịch để là đi ăn uống á. Là ấy xã giao đó. Là xã giao đó chị. Ủa vậy hả? Rồi chị nó thấy chao chao, chị tưởng đâu dịch nấu chao rồi đó. Tưởng là tưởng đâu là cái lên cái app rằng đặt đồ ăn. Chị ngây thơ quá chị. Đâu có hay, đâu có hay cái vấn đề đó đâu. Chị thật là một cô bé ngây thơ. Chị thiệt là giả nai. Thì em mới hỏi bạn em á là mình lên những cái app đó là mình trao xã dịch một cách dễ dàng hay sao? Thì bạn em bạn mới trả lời gì nè. Thì đúng rồi, chỉ cần lên cái app đó xong rồi người ta nhắn tin mình, xong rồi mình là mình kiểu như là người ta hỏi vài câu, xong rồi người ta sẽ hỏi mình là bạn cần gì, bạn tìm gì, là một hồi sẽ ra đáp án. Theo như cái câu hỏi của em muốn đặt ra cho chị với là anh Bi, khi mà mình trao xã dịch là mình chịch xã giao như vậy quá là đại trà, thì sau này nó có ảnh hưởng gì đến cái cảm giác khi mà mình có một cái người yêu thật sự hay không? Về cái cảm giác thì trước tiên đó là nếu mà mình quan hệ á, mình có những cái mối quan hệ mà trên mạng á quá nhiều như vậy á, thì có lẽ là cái điều đầu tiên mình phải quan tâm hơn hết, hơn cái điều mà tâm lý của mình á, đó là sức khỏe. Đúng rồi, cái gì cái cũng phải bảo vệ sức khỏe mình. Thứ nhất là mình đi đường đó thì mình phải có áo mưa, mình trùm lại bảo vệ cậu bé đó, hiểu không? Rồi thì còn về lâu về dài, về mà người yêu sau này có bị ảnh hưởng về cái cảm giác hay không, theo bản thân Su nha, mình không biết được tâm lý của người ta thế nào. Tại vì mỗi người có một tâm lý khác nhau. Ví dụ như có những người, người ta rất có niềm đam mê mãnh liệt với tình một đêm thì họ khác. Họ có thể họ yêu, họ cũng rất yêu say đắm. Họ không hề mà giả dối, họ không hề gì luôn. Họ rất yêu say đắm, nhưng niềm đam mê của họ vẫn là đi ở bên ngoài, ở giao bên ngoài vậy đó. Đó là niềm đam mê đó. Khi mà trở về nhà rồi thì họ vẫn là một người chồng, một người vợ, xây dựng một cái cuộc sống gia đình. Đó là nhu cầu sinh lý mỗi người mỗi khác. Đó, mỗi người mỗi khác. Cho nên mình phải nói về từng ý, từng người. Đó. Nhưng mà theo cái cách của em suy nghĩ là cũng như em luôn. Thì không có một cái người, ví dụ không có một người vợ nào hoặc là không có một người chồng nào mà muốn người yêu mình như vậy hết. Đúng. Không ai chấp nhận hết. Sẽ không ai chấp nhận. Cái quan trọng vậy nè,
đâu phải là thí dụ em, ví dụ em là bồ Susu, Susu đi quan hệ với bên ngoài, không lẽ Susu ê hôm qua mới đi quan hệ với này nè, không lẽ kể vậy không? Cho nên đó là những cái vấn đề mà quan hệ bên ngoài á, chắc chắn là đời sống vợ chồng là không biết. Ăn dụng. Đúng rồi, ăn dụng á. Ăn dụng, cái quan trọng là ăn dụng sao mà nhớ chùi mép. Chùi mép cho nó kỹ. Chùi kỹ thì mới xây dựng được hạnh phúc. Còn nếu mà mình nói là ừ, yêu quá thật sự yêu thiệt, nhưng mà khi mà có những mối quan hệ bên ngoài nó tùm lum, không có chùi mép để cho vợ biết, để cho chồng biết, nó để cho người bạn đời của mình biết, thì chắc chắn người đau nhất vẫn là người yêu của mình. Không ai chấp nhận mà san sẻ, thứ nhất là tình yêu, thứ hai là tình dục của người yêu mình cho người khác. Rồi bây giờ cho em lật lại tình huống một cái. Là bây giờ ví dụ như chị là một người phụ nữ lăn lòn đi. Ừ. Chị có chồng. Không, cái đó là thiệt. Cái đó là thiệt. Rồi ok, là thiệt luôn, là thiệt chứ luôn. Không có ví dụ. Là chị lăn lòn đi. Chị lăn lòn. Là chị có chồng rồi. Ừ. Mà bây giờ chị ngoại tình với trai. Đúng cuộc sống chị giờ đó. Thì bởi vì em biết đó mà em muốn là chị phải nói. Là ví dụ mà chồng chị mà phát hiện ra rồi, cảm xúc chị và cái cách mà chứng minh của chị như thế nào với chồng chị để chồng chị không đánh chị. Cái cảm xúc của chị đầu tiên là chị quýu. Chị quýu, tay chân chị bắt đầu giống như chị phải tay chân chị động đậy trước, sau đó mới tới cái não, nó phải rung đúng không? Tại vì mình làm cái gì lén đều mập mờ là lén, mà lén một cái mà khi phát hiện cái là chết cha rồi, sao giờ, sao giờ có bạn bè thì chết rồi giờ sao. Sau đó mới bắt đầu động tới cái não nè. Giờ nói gì? Mình phải suy nghĩ ra 100, 1000 cái lý do để mà mình bào chữa cho bản thân mình được trong sạch. Không bào chữa cho mình được trong sạch thì mình phải bào chữa sao cho mình được nhẹ tội đi. Nhẹ tội đi. Mình là người đi hại người ta. Mình giống như mình nói là mình lăn lòn đi ha. Thì mình quyến rũ, rù quến người ta, mình dụ dỗ người ta để ngủ với mình chẳng hạn. Thì mình sẽ chuyển hướng nó lại thành ta gù bến mình. Mình là người bị hại. Mình là người bị hại đó em. Không biết gì hết trơn. Không biết gì hết trơn. Tự nhiên sỉnh sỉnh nó lo vô làm gì không biết. Đó là vậy đó. Cái đó là theo tâm lý nha. Chứ còn chị là ngoài đời chị đàng hoàng lắm. Chị không có vậy. Ngày hôm nay xin cảm ơn Đình Lộc rất là nhiều khi mà em đã đến với chương trình Bí mật cầu vồng của chúng tôi. Và đặc biệt đó là em mang tới hai cái bí mật cuối cùng. Thật sự luôn, giống như nó khơi dậy những cái điều mà đó giờ mình không biết. Những cái điều mà trong xu không nha, 419 luôn, không 419 nha.